Xin chào anh em ngày 20 tháng 6 ha. Thì hôm nay em đẩy tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Hôm nay là tổng cộng 13 cây nha anh em. Lô hôm nay là lô chữ R ha. Bắt đầu từ con R1 và con cuối là con R13. Thì cái lô ngày hôm qua cũng là cái lô rất là thành công. Bán cũng là gọi là muốn hết cái lô ngày hôm qua đó anh em. Thì lô hôm nay cũng chỉ ăn cái lô ngày hôm qua là em đã tiếp tục giảm giá cho anh em. Từ 150 cho tới 200 ngàn luôn nha. Giảm hôm nay rất là sâu luôn nha anh em. Đó, giảm rất là nhiều. Nói chung anh em mua nhiều là lâu sau em sẽ chia ăn tiếp cho anh em vậy đó. Còn nhiều khi em thấy con máy không ổn em cũng giảm luôn. Đó, nói chung cái chia ăn là để cái cớ để giảm giá thôi anh em. Chứ thật sự là muốn giảm giá cho anh em mua cho nó dễ. Đó. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có dùng Zalo ha. Hình thức mua bán của anh em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. 13 con máy ngày hôm nay thì đều là hai thì hết, cho nên là anh em mình nhớ chuẩn bị xăng pha nhớt hai thì giùm em, với cái tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt thứ hàng ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ở gần cầu Cái He nha anh em. Anh em ở xa lại hay ở gần đây thì cứ lại tới cầu Cái He thì là tới tiệm của em ha. Hoặc là ở xa đến thì có thể liên lạc trước để em hướng dẫn chỗ anh em mình lên nha. Và anh em xem clip nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn anh em nào mà mua mà không có đến cửa hàng được thì cứ cho em địa chỉ, em sẽ giao tận nhà cho mình luôn nha. Rồi, con đầu tiên là con ER1. R1 là con Maru 20, con này nòng 30 ly 20cc ha. Tình trạng thì nó là nguyên zin nguyên bản cho anh em mình hết luôn nha, không có bị thay thế bất cứ một cái gì luôn ha. Chụp giật là trợ lực luôn nè, anh em thấy không, giật rất là nhẹ nhàng luôn. Máy thì rất là nhẹ nổ luôn. Ở đây thì bên em thợ nó đã chút gửi bình xăng là ok, canh chỉnh ngon lành hết rồi. Là máy chỉ cần là anh em về mình đổ xăng pha nhớt vào, mình bóp xăng lên và mình chỉ cần giật là nó chạy thôi. Nó rất là nhẹ nổ ha, canh chỉnh thì đã ok lành cho mình hết luôn rồi nha. Trong lốp thì có dập mắt in da băng cho mình luôn ha. Đây. Đó, con này bình xăng con zin nè, bình xăng lớn của bình zin luôn nha. Cao su độ bình xăng là còn đầy đủ luôn nè. Anh em thấy không? Đó, còn rất là dày dặn luôn ha. Tum liền tum nhựa nha. Công tắc nắng nè. Tay đôi ha, gây giữ nè, chắn cỏ đầu bò zin nha anh em. 30 ly 20cc, nhỏ gọn nhẹ, đặc biệt là phù hợp cho mình dùng gia đình nè, các cỏ vườn cỏ nhà rất là ok. Và giá thì chỉ có hôm nay có 1,2 triệu thôi, giá cũ này 1,3 triệu nè, hôm nay giảm anh em 100 ngàn còn 1,2 triệu nè ha. R1 giá 1,2 triệu, R2 Hitachi nha anh em. Con này nòng 32 ly nè, 23cc. Đặc biệt cái là máy này hôm nay là bình xăng con zin nha anh em. Chứ thường là cái dòng này là bình xăng con mới không à. Có con này nó hiếm nè, là bình xăng con zin nè. Đó, máy là máy bugi đứng luôn ha. Áo thì nó liền lạc hết cho mình nè, không bể không vỡ luôn. Đặc biệt là cái dòng này bên cái áo bộ này thiết kế rất là độc lạ luôn nha. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Đây. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi con này bình xăng con zin, bình xăng lớn rồi bình zin luôn. Bình xăng lớn anh em nhìn nè, còn rất là dày dặn, rất là mới luôn ha. Chân chống bình xăng thì đầy đủ luôn nha anh em. Dúp bình xăng thì nằm đây ha. Đây, bình xăng trắng tươi luôn nha. Tấm liền, tấm nhựa ha. Rất là đẹp luôn nha. Công tắc ấn nè. Đó, tay đôi, ga giữ nha anh em. Áo quá đẹp, tâm cũng còn mới chát luôn ha. Siêu VIP luôn. Rồi, con R2 này giá 1,3 triệu nha. R3
con Ryobi, cái này là của thằng Genos Komatsu đó anh em, tại cái tem để Ryobi thôi ha. Nòng con này thì nó 32 ly nè, 23cc, chụp giật trả lợt nha anh em. Máy bugi đứng ha, bugi đứng thì anh em cũng biết cái lợi thế của nó rồi đó, đánh lửa rất là tốt, mà máy thì chật chạy rất là khỏe, rất là lực luôn nha anh em. Áo thì bao anh em còn dạng khè luôn nha, bô thì trắng tươi luôn ha. Đây tem Ryobi còn nguyên si luôn nè, áo dạng khè luôn nha anh em. Bình tâm là tâm tâm zin nè, tâm liền tâm nhựa ha, tâm thì còn mới chát luôn anh em nhìn nè, áo vàng tâm trắng nè ha, quá mới luôn nha anh em. Bình xăng con thì ở đây em đã lên cho anh em hai kim mới nha, tại vì bình xăng zin con này thì nó chạy không có được phao, chạy không có liền á anh em, nó bị ngắt mạch á, cho nên là ở đây em bắt cái phím bắt bình xăng mới cho mình luôn nè, chạy cho nó ngon. Bình xăng lớn là zin nè, chắc tươi luôn nha anh em, như chưa xài luôn ha, cao su độ bình xăng là còn rất là dày luôn nè, cực kỳ mới luôn nha anh em. Anh em nhìn thấy cái khía là còn nguyên si nữa không, rất là dày dặn luôn. Rồi cái bát ga con này thì anh em lưu ý ha, mình bóp cái này vô và mình lên ga nha, buông là tự động nó chảy về, nhớ giùm em chỗ này ha. Rồi công tắc thì nằm trên tay cho mình luôn, trắng cỏ đầu bòi zin, lắp zin luôn nha anh em, tem mát còn nguyên si nè, này không rất là đẹp luôn nha anh em, còn cực kỳ mới luôn ha. R3 giá 1.400.000, R4 R4 là con này là con Echo nha anh em, nòng 32 ly, 23cc. Thì mấy cái clip trước em cũng có nói cho anh em cái lợi thế của dòng máy Echo Kiwit đó, là một cái dòng máy hãng máy chạy rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Con này 32 ly, 23cc, nói chung anh em cắt cỏ cứng á thì mình cắt bằng lưỡi dao là bao luôn. Còn anh em cắt cỏ nhỏ thì anh em cắt bằng cái ổ cước, cái ổ găng này nè, tròn tròn có dây găng trong đó là ngon lành luôn nha anh em. Nói chung 32 ly là nó không mạnh cũng không miếu, nói chung là đủ xài, rất là dễ sử dụng luôn. À, cắt cỏ to cũng được mà cỏ nhỏ cũng hợp lý nữa. Đặc biệt là rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Bình xăng con là bình zin nè, bình xăng lớn con này cũng là bình zin cho mình luôn. Anh em nhìn bình xăng là còn trắng đẹp luôn nè ha. Chân chống bình xăng thì đầy đủ nè nha anh em. Đây, tên máy nè, số seri nè. Đó, đầy đủ luôn nha. Tâm con này thì nó là tâm liền tâm nhựa ha. Bô trắng tươi luôn nha anh em, quá đẹp. Tâm thì còn mấy chát luôn nè. Rồi, bát ga công tắc thì nằm trên lắp nè nha anh em. Còn cái tay cầm là tay đơn. Thì anh em nào xài tay đơn không quen thì lúc chốt hàng có thể báo bên em sẽ đổi cho mình cái bộ tay đôi. Đổi thì bên em đổi miễn phí ha. Rồi, chấn cỏ đầu bò zin, lắp zin còn tem mát nguyên si luôn nha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Con này là nguyên bản cho mình 100% hết luôn ha, chưa bị thay thế bất cứ một cái linh kiện hay là cái gì hết. Rồi, R4 giá 1.450.000. R5 con lành nha anh em, tại con này nãy nó đổ xăng vô ít đó cho nên nó chạy chút xíu cái nó hết rồi. Con R5 này là con Kawasaki TG24 nha, nòng 32 ly, 24cc. Thì thường mấy cái dòng máy TG24, 25 này á là tụi em đều thay bình xăng con hai kim mới hết nha anh em, để máy nó chạy cho nó, thứ nhất nó bốc nè, thứ hai là nó chạy đúng tăng, nó xăng qua đều, nó chạy nó ngon. Nói chung đơn giản là ngon đó anh em, là tụi em về bắt cái phím và bắt bình xăng con mới nè, để chạy cho nó ngon, nó không có bị đứt khoảng ha. Bình xăng lớn con này thì cũng đã thay mới rồi nha anh em, khung bảo vệ bình xăng thì đầy đủ nè. Đặc biệt cái dòng này là tum gờ, tum nhôm, tum 260 nha anh em. Tum này thì anh em có thể tháo gờ ra, anh em đấu xịt thuốc được luôn nè ha. Công tắc máy này thì nhớ nha,
gặt lên là mở, gặt xuống là tắt nè. Mà mình gặt xuống tắt rồi mình nhớ mở nữa, hồi mình quên ha. Tay đôi gai giữ nè, tay là tay chữ U luôn nha, rất là gọn. Anh em mình đi chuyển ngoài đường hoặc là đi trong vườn trong cụ này kia nó không có bị dướng díu mấy cây nha anh em. Rồi đáp đầu bò đầy đủ luôn ha, xăng đã đầy đủ rồi thì chỉ cần một cái là lụm. Đó, ngon lành nha anh em. R5 giá 1.450.000. Con này nó rẻ hơn mấy cái lô, hai cái lô trước á, là do cái bình xăng lớn thay mới nè. Bởi vì em tự giác em bớt anh em 50.000 nha. R6 con R6 này nó cũng giống hệt con R5 hả anh em. Đó, nó chỉ có cái khác đó là cũng đồng giá luôn ha. Có cái khác là bình xăng lớn, con này thì nó bình zin nhưng nó là tum nhựa nha anh em, cũng là tum G luôn nhưng mà tum nhựa. Đó cho nên là tại sao bình xăng zin mà nó lại bằng giá với thằng R5 bình xăng mới là do tum nhựa nha anh em. Mà con này cũng là tum G luôn nha. Tum G là tum 260 luôn nè. Anh em có thể tháo G ra mình đốt xịt thuốc đều được hết luôn ha. Bình xăng con thì mới nè. Đó, còn lại thì giống hệt luôn nha anh em. Nó chỉ khác hai điểm, một là cái tum, thứ hai là cái bình xăng lớn thôi. Đó, còn lại như nhau luôn ha. Kawasaki TG24 nha, chạy thì bao lực bao khỏe luôn. R6 giá 1.450.000. R7 R7 là con Mitsubishi TL201 nha anh em. Nồng 30 ly, 20cc. Con này là phải gọi là như chưa xài luôn, rất là đẹp. Đó ào hết trơn luôn nha anh em. Siêu mới luôn ha. Đó, mới tinh luôn. Ở 2021 thì con này là chụp giật có trợ lực nè. Đó, trợ lực nha anh em, giật rất là nhẹ nhàng luôn ha. Mà trợ lực con này là nhỏ gọn nè. Đặc biệt Mitsubishi là trợ lực nhưng mà rất là nhỏ và gọn luôn. Bình xăng con là hai kim zin luôn. Con này mà nó thiệt với anh em, đổ đầy bình xăng là chạy từ sáng tới chiều chưa hết xăng nữa. Gọi là ăn xăng như mèo hử luôn á. Cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Bình xăng lớn là bình zin nè, khung bảo vệ thì còn đầy đủ luôn ha. Bô thì còn trắng đẹp luôn nha anh em, còn nguyên màu bạc nguyên si. Đây, lốc thì có dập mắt in nha băng cho mình luôn nha. Đó. Rồi, tên máy Suzuki, máy thì đầy đủ nè. Suzuki là 077548 ha. Đó ao hết trơn luôn nha anh em. Tum liền tum nhựa nè. Quá đẹp luôn anh em ơi, con này phải gọi là vừa mua xài mà anh em vừa mua chân luôn nha. Tay đôi, gai giữ nè, công tắc thì nằm trên tay ha. Láp chắn cỏ đầu bò zin, láp thì còn tem mát Quincy. Cực kỳ mới luôn, chắn cỏ hình giữa sò luôn nha anh em. Quá đẹp luôn ha, siêu mới luôn. Rồi, R7 giá 1.500.000 nha. R8 R8 là con Kawasaki, con này là TG 27 nha anh em, nồng 35 ly nè, 27cc, tình trạng máy là móc là nguyên zin hết cho mình luôn, bu ghi đứng luôn nha anh em, và đặc biệt là e tay đỏ tự động nè, đóng e thì anh em chỉ đẩy vô là đóng e nè, mình lên ga, là e sẽ tự động nó nhảy ra tự mở cho mình luôn,
nắp bình xăng là nó còn cái gon dữ luôn nè anh em. Đó, rất là ok luôn ha. Nó một cái việc nhỏ nhặt vậy thôi nhưng mà anh em thấy cái tính kỹ lưỡng của cái người sản xuất cái máy này luôn nè. Đó, ví dụ như anh em mình mở nắp xăng nè, nó không bao giờ mà anh em sợ rớt cái nắp nào dính cái bình xăng chưa. Rất là hay luôn anh em, kỹ tính cực kỳ luôn ha. Rồi, cái khung bảo vệ bình xăng lớn thì còn đầy đủ nè. Lốp thì có dập da băng cho mình luôn. Đây, nó sợ mình dập da băng không hiểu anh em, nó dập thêm tiếng Pháp, tiếng Japan nè. Đó, dập hai tiếng luôn, máy Nhật dập tiếng Anh với lại tiếng Pháp, một cái điều đặc biệt của con máy này. Rồi, túm liền túm nhựa nha. Tay đôi ha. Ga thì đây em đã thay cho anh em bộ ga bóp nè, bóp này bóp phanh xe nha. Công tắc thì nằm trên tay nè, tắt mở rất là tiện luôn. Trắng cỏ đầu bò zin ha. R8 giá 1.8 triệu nha. R9. Nãy giờ quên nữa, mấy con kia giảm giá mà quên nói với anh em. Con R9 này nè là con Mitsubishi TBE 27 nha, nòng 35 ly 27cc, giá cũ là 2.4 triệu, giảm bớt anh em 200.000 là còn 2.2 triệu nè. Mấy con kia hồi nãy giờ giá giảm mà quên nói, cái tem Ryobi là do cái thương hiệu nó mua lại thôi nha anh em, chứ máy móc quả là của Mitsubishi ha. Chụp giật trợ lực nè, bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng là bình zin luôn, bình xăng lớn thì còn rất là đẹp luôn ha, sáng nè, trắng tươi. Khung bảo vệ bình xăng thì còn đầy đủ luôn. Lốc không thể thiếu cho mình là Made in Japan này ha. Đó, cái tên mà Ryobi là chỉ là cái thương hiệu nó mua lại thôi, còn cái tên máy móc này kia là của thằng Mitsubishi hết luôn nha anh em. TBE 27 ha. Con này thì nó được trang bị là bộ tay bóp nè, công tắc thì nó nằm trên tay luôn nha. Đây nè, bóp zin này nha anh em còn gọi là bóp mới dịch đó. Đó, đây Mitsubishi này nha anh em. Láp thì tem mát còn đầy đủ luôn, trên láp nó cũng có số xe ghi luôn nè, 213420 là số xe ghi của cái lắp ha. Quá đẹp luôn nha anh em, zin nguyên bản luôn mà giá hôm nay là ưu đãi anh em, còn có 2.2 triệu thôi, giá gốc là tới 2.4 triệu luôn nha. R9 giá 2.200.000. R10 R10 là con Hitachi Bamba anh em, một cái dòng máy mà bữa giờ anh em rất là quen thuộc trên kênh của em luôn. Tại vì em mới về lô hàng này nó tầm gần 100 cây á, bởi vì là like liên tục luôn anh em, hàng có hoài luôn nha. Cái hàng này thì anh em không có sở thiếu nè. Nòng 38 ly, 33cc, máy thì nó phù hợp cho anh em mình chuyên cắt cỗ cứng, cỗ dày, cỗ bự. Mà cắt chỗ đó, chỗ mà anh em cắt là cỗ bự không đó, thì anh em lấy con này rất là hợp lý nè. Thì em hay nói với anh em là mấy anh em ở vùng cao đó, nhất là cỏ to, cỏ bự như cái cây vậy đó, thì anh em lấy con này về cắt nó rất là hợp lý luôn ha. Máy thì nó zin hết luôn, chỉ có cái bình xăng lớn là bình chứa xăng này nè là mới thôi nha anh em, còn lại mọi thứ trên máy thì đều là zin ha. Máy bình xăng trên thì anh em nhớ lưu ý nha, không xài mình phá quanh xăng lại, còn xài mình mở xuống đó, không xài phá nè, cho cái xăng nó đừng có qua nha anh em. Tùm gờ tùm nhôm, tùm quá đẹp luôn anh em ơi, tùm phải gọi là xuất sắc luôn ha, chưa chóc sơn luôn nè, chân chống thì đầy đủ luôn ha. Cục lược xăng là em gáp cho mình để nó lọc xăng, đừng xăng nó đừng có bị bụi nha anh em. Công tắc ắn nè. Láp thì xay được 360 độ, nếu anh em muốn chết chỗ á, đứng chỗ là không xay á, thì anh em siết cái này cứng vô nè, có con này dặn nè, anh em siết cứng vô ha, thì cái này nó cái láp nó sẽ không xay. Nhưng mà thường mấy thằng bình xăng trên này nó nặng lắm anh em, cho nên là với lại nó bắt tiện á, bắt tiện bình xăng dưới, cho nên là anh em nên để láp xay nha, để mình xài mình cắt trong ngóc trong ngách nó tiện hơn đó. Láp đầu bò đầy đủ cho mình nha.
Rồi R10 giá 1.9 ha, 38 ly, 33cc. R11 R11 là con Mitsubishi T170 nha anh em, nòng 36 ly nè, 33cc. Nói chung cái hệ này thì anh em rất là quen thuộc Mitsubishi rồi. Thứ nhất nó chạy rất là khỏe, thứ hai chạy cực kỳ bền bỉ luôn nha anh em. Cho nên cái dòng máy Mitsubishi là trên thị trường lúc nào giá nó cũng cao hơn ta chứ. Thì do cái máy móc của nó anh em, nó làm rất là kỹ, với lại nó được cái nó đồ của nó xài lúc nào cũng có thương hiệu á, nên giá nó cao lắm. Nhưng mà bù lại chất lượng máy thì nó song song với cái giá anh em mua nha. Con này thì cũng là zin hết nè, chỉ có cái bình xăng lớn là bình chứa xăng là mới thôi nha. Thì giống như con kia thì anh em nhớ nè, xài thì mình mở bình xăng cho xăng qua, còn không xài mình phá cái bình xăng lại. Đó, nhớ giùm em chỗ này ha. Công tắc con này thì nằm đây nha anh em. Đó. Lọc xăng đầy đủ nha. Đây. Lọc xăng nè. Con này thì nó là tum G, tum lớn luôn nha anh em, tum nhôm. Chân chống thì đầy đủ nè ha. À, lắp thì nó cũng xoay được 360 độ nè. Hiện tại đang bắt cứng nè. Còn anh em muốn cho nó xoay thì anh em mình mở cái ốc này ra. Đây. Thì nó cái lắp nó sẽ xoay cho mình. Đó. Thì giống như con kia thì nếu mà máy bình xăng trên thì em cũng khuyên anh em là nên để lắp xoay nha, để nó thuận tiện trong cái việc mà anh em cắt cỏ này kia đồ ha. Rồi R11 giá 2.100.000 anh em, giá gốc là có 2.3 luôn nha, nay cũng bớt 200.000 là còn 2.1 á. R12 R12 là con Shinawa 23 anh em, nòng 32 ly, 23cc nè. Con này áo đỏ ao luôn nha anh em, quá đẹp, bích tinh luôn ha. Máy bugi đứng luôn nè, đó thì giống như con Genos Kobatsu Ribi đó. Thì máy bugi đứng là một cái dòng máy đánh lửa rất là tốt, mà lực thì nó chạy rất là khỏe luôn nha. Ở đây thì em đã gắp cho anh em bình xăng con là 2 kim mới ha. À, đúng ra thì con này bình xăng trên là trên nó chảy xuống nè, nhưng mà ở đây tụi em làm lại cho mình thành bình xăng dưới nha anh em. Bình xăng thì vẫn gác ở trên, nhưng mà đúng như nó là bình xăng dưới đây ha. Đó là vẫn có bơm xăng phụ hút xăng nè, cái hút chi hồi trả đàng hoàng nè. Đó, độ cho anh em tới kiểu này luôn là xài phải gọi là rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Rồi tum gợi tum nhôm này nha anh em. Đây, bộ bốn ốc này ha. Áo anh em nhìn nè, đó ao luôn, quá đẹp. Bách ga, công tắc đầy đủ nè ha. Rồi tha lấy đơn, chắn cỏ đầu bò zin. Con này thì chứa cái bình xăng con là mới thôi, tại vì em độ lại cho mình đó. Nó cho nên là thay mới thôi, còn lại thì zin cho mình hết luôn ha. R12 giá 1.300.000. R13 con máy này nó chưa chạy nữa mà nó muốn như mệt anh em. Thôi giờ con này bỏ không bên đi, cái này hẹn anh em clip sau nha, chứ nó chưa có chạy nữa mà nó muốn như mệt không là sao rồi giật được anh em. Rồi cái con R13 này thì em hẹn anh em clip sau. Còn anh em nào muốn xem kỹ con này á thì em sẽ cho thợ nó kiểm tra bình xăng con lại ha, rồi em gửi qua Zalo nha anh em. Chứ con này hiện tại là xăng nó qua chưa có điều á, nó cho nên là nó chạy rất khỏe, nó khoảng đó. Anh em nào cần cái con này, nó thấy hình thức có đẹp gì nè, muốn xem chi tiết hoặc là muốn coi tham khảo đó, thì anh em liên hệ qua Zalo ha, thì em sẽ quay clip cho mình. Cái này thợ em làm chút xíu là rồi ha, cái kiểm tra nó xúc bình xăng lại là ngon lành ha. Rồi báo giá anh em luôn con R13 này 1.6 triệu nha. Anh em nào muốn xem chi tiết hoặc là muốn tham khảo đó thì cứ liên hệ Zalo của em nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha, 0917414042. Chào tất cả anh em nha.